Sài Gòn Sky xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay, Sài Gòn Sky lại tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về dự án Metropole Thủ Thiêm. Thì theo ghi nhận mới nhất của Sky, dự án Metropole Thủ Thiêm hiện nay vẫn đang tiếp tục tăng cường tiến độ thi công. Kể cả hai giai đoạn 3 và giai đoạn 2. Giai đoạn 3 là giai đoạn Opera Residence. Có bên trái mình các bạn đó, có những cái tấm che chắn màu xanh nước biển đó các bạn. Còn giai đoạn 4 thì bên phải mình các bạn, khu đất trống thì vẫn chưa được triển khai. Thì hiện nay giai đoạn 3 Opera Resident vẫn tiếp tục tăng cường tiến độ. Hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật. Hiện nay bên Opera Resident đã xong cái sàn thứ 21 rồi. Đó các bạn nhìn, bê tông đã khô rồi, tiến độ diễn ra khá khẩn trương và đơn vị thi công cả hai bên giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đều thi công cả thứ bảy và chủ nhật. Còn riêng giai đoạn 2 là Crest Residence thì có 3 tòa tháp, tức là tòa tháp Hallmark. Thì sau khi sự cố xảy ra thì đơn vị thi công đã xử lý xong và đã xử lý xong cái sàn 29 rồi và đang đan thép ốp cốt pha và chuẩn bị lên tầng thứ 30. Còn tòa tháp chính giữa thì vẫn đang tiếp tục hoàn thiện cái tầng thứ 22 và chuẩn bị lên tầng thứ 23. Còn riêng cái tòa tháp phía đông bắc và phía gần mình các bạn đây đó, thì đã cất nóc từ mấy hôm trước rồi các bạn. Đó các bạn nhìn, như vậy là tòa này cao 26 tầng các bạn. Đó, các bạn nhìn đã cất nóc và đang hoàn thiện. Cả hai phân khu, tức là Crest Residence và Opera Residence đều thi công cả thứ bảy và chủ nhật. Đây là cái mặt sàn của tầng 29 đã công đơn vị thi công đã xử lý xong rồi và đang đan thép ốp cốt pha và chuẩn bị lên tầng 30. Hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật. Tiến độ diễn ra cũng khá khẩn trương nha các bạn. Thì giai đoạn 2 gồm 3 tòa tháp cao 24 tầng, 26 tầng và 30 tầng. Hiện nay cái tòa Hallmark bên phải mình các bạn thì đã ốp một số khu vực kính rồi. Cái tòa chính giữa thì cũng đang ốp kính rồi các bạn. Cái tòa phía bên trái mình các bạn, phía đông bắc các bạn thì cũng đang ốp khung và chuẩn bị ốp kính và đã được cất nóc rồi các bạn đó. Như vậy chắc chắn là giai đoạn 2, tức là Crest Residence sẽ hoàn thiện
trước Tết Nguyên Đán này các bạn, chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên cái phần nội thất thì chúng tôi cũng chưa chăm chắc, vì cái phần nội thất cũng rất nhiều chi tiết và các hạng mục chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật và gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về dự án. Mời các bạn tiếp tục chú ý theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Với góc nhìn này thì các bạn nhìn giai đoạn 2 thì đã cao hẳn hơn là giai đoạn 1. Là Garina Residence các bạn. Đấy, các bạn nhìn tòa nhà Hotmart của giai đoạn 2. Dự án Metropole Thủ Thiêm sau khi xử lý sự cố thì phần thi công tiếp tục lên tầng rồi các bạn. Nó đang đan thép ốp cốt pha và tiếp tục lên tầng. Cái sàn 29 đã xử lý xong rồi và tiếp tục đan thép ốp cốt pha và đổ bê tông các cái trụ cũng như là cái cốt để rồi tiếp tục lên sàn thứ 30. Hình ảnh các bạn đang xem là thông tin mới cập nhật. Công dân cũng thi công cả thứ bảy và chủ nhật, giai đoạn 2 cũng như giai đoạn 3 nha các bạn. Đó. Đây là cái sàn 20 tầng 29 của tòa Hotmart thuộc giai đoạn 2 Grand Residence của dự án Metropole Thủ Thiêm. Hiện nay trên sàn cũng khá nhiều công dân. Thời điểm tôi ghi hình thì thời tiết cũng khá nắng nóng, tuy nhiên cũng khá nhiều công dân lên sàn từ sáng sớm và thi công tận dụng rất nhiều thời gian trong ngày và thi công cả thứ bảy và chủ nhật. Như vậy chúng tôi cập nhật nhanh về hình ảnh mới nhất của dự án Metropole Thủ Thiêm để các bạn cùng nắm bắt kịp. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ của dự án. Mời các bạn chú ý theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thank you.